Xin kính chào Hội Thánh. Tôi dâng lời cảm ơn Chúa bởi cớ là Chúa cho chúng ta có được buổi trưa hôm nay ở trong nhà của Chúa. Hôm nay là đánh dấu một cái ngày rất là quan trọng tại Hội Thánh sắp năm này. Đây là một ngày để bắt đầu một cái cơ sở mới, một cái công việc mới tại Hội Thánh ở sắp năm do thầy truyền đạo Đủ Nhơn phụ trách. Tạ ơn Chúa bởi vì Chúa Ngài cũng cho chúng tôi đi một đoạn đường cũng xa để đến đây được sự bình an. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì các mục sư rồi các nhân sự của khu vực Bình Phước có mặt ở nơi đây trong buổi trưa hôm nay. Chúng ta ở trong cái sự kêu gọi của Chúa, sự ban phước của Chúa. Tôi tin rằng buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ làm những điều tốt lành, làm vinh hiển danh Chúa tại Hội Thánh của Chúa tại sắp năm này. Amen. Việc đầu tiên thì chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa, lời của Chúa. Tôi hỏi quý vị đây, nhà này nhà của ai? Đúng rồi, hôm nay chúng ta khẳng định một điều, đây là nhà của Chúa. Lý do tại sao mà chúng ta nói đây là nhà của Chúa? Bởi cớ là như thế này. Có thể là công sức của gia đình của thầy Điểu Nhơn nó bỏ vào trong đây rất là nhiều, phải không ạ? Điều đó không có ai nói rằng là mình phủ nhận điều đó hết. Rõ ràng là cái công sức của thầy Điểu Nhơn và gia đình gồm có con, rồi vợ, rồi là cha mẹ nữa, dư phần vào trong cái công việc nhà của Chúa tại đây nhiều chứ không phải là không có. Do đó có thể lắm người ta nhìn vào người ta nói nhà của Điểu Nhơn. Hoặc rằng là Hội Thánh của Chúa thì cũng tài trợ, cũng giúp đỡ một phần tài chánh để chúng ta xây dựng, rồi nói nhà này nhà của Hội Thánh. Thưa, xin thưa, không phải. Không phải là nhà của Điểu Nhơn mà cũng không phải là nhà của Hội Thánh. Nhưng mà rõ ràng đây là nhà của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta xem ở trong Kinh Thánh Thi Thiên 127 câu 1, lời Chúa chép như thế này: nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh cũng luống công luôn. Nếu mà Đức Chúa Trời không xây cái nhà này, không nó trở nên như thế này, dù cho chúng ta cũng cố gắng là bỏ tiền của rồi gạch rồi xi măng rồi xây dựng lên, nó cũng trở nên là vô ích thôi. Do đó Kinh Thánh là Thi Thiên 127 câu 1 cho chúng ta thấy rằng là nếu mà Đức Chúa Trời Ngài không làm việc thì chúng ta xây cũng vô ích. Nếu mà Đức Chúa Trời không canh giữ thì dù cho chúng ta có thức trắng đêm đi nữa để canh gác nó thì rồi nó cũng sụp đổ thôi, nó cũng bị mất thôi. Do đó cái việc đầu tiên thì chúng ta đã ghi nhớ cái công ơn của Đức Chúa Trời, Ngài ban phước để chúng ta có thể xây dựng được cái ngôi nhà này như thế này. Nếu không phải bởi ơn của Chúa, chứ không phải bởi của Hội Thánh, hay là bởi một cá nhân nào, hay là của gia đình của Điểu Nhơn hết. Chúng ta amen. Xác định rõ việc đầu tiên, đây là nhà của Đức Chúa Trời. Xin thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà nhà của Chúa thì làm sao chúng ta biết được đây là nhà của Chúa? Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 13, Luca đoạn 19 câu 46, Mác đoạn 11 câu 17 và cả Tin Lành Giăng nữa cũng nói đến đây là nhà của Chúa. Khi mà Đức Chúa Giê-xu Ngài bước vào đền thờ, Ngài nói đây là nhà ta. Nhà ta là nhà cầu nguyện. Và tất cả những cái điều gì mà nó không thuộc về nhà của Chúa, Chúa đẩy nó ra ngoài. Chúa bước vào đền thờ, nơi đó có bán chim bồ câu, bán bò, bán lừa, rồi đổi tiền nữa. Và những cái việc đó thì không phải là cái công việc vào trong nhà của Chúa. Chúa đuổi đi ra ngoài. Thậm chí là trong Tin Lành Giăng thì Chúa bên cái dây bằng cái roi, bằng cái dây da, rồi Chúa đánh ai? Đánh các cái thầy tế lễ, người mà đã làm ô uế cái đền thờ của Chúa. Mà đền thờ của Chúa là nhà của Chúa. Do đó việc đầu tiên là chúng ta thấy là đây là nhà của Chúa, là đền thờ, là nơi mà chúng ta thờ phượng, nơi mà chúng ta cầu nguyện. Tất cả những cái gì mà nó không thuộc về nhà của Chúa, chúng ta đưa ra ngoài, đưa ra ngoài vườn, đưa ra đằng trước, đưa ra bên hông. Nó thuộc về cá nhân của chúng ta, nhưng mà đây là những cái công việc thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời phải được thực hiện ở trong nhà của Chúa. Amen. Chúa Giê-xu thì bước vào nói là có lời chép rằng nhà ta, nhà của Chúa. Nhà của Chúa để làm gì? Để là cầu nguyện. Do đó nhà của Chúa chứ không phải là nhà của chúng ta.
Nhà Chúa để làm gì? Nhà Chúa Giêsu nói nhà ta là nhà cầu nguyện. Nơi đây là để cầu nguyện. Cầu nguyện cho gia đình của mình, cầu nguyện cho tín đồ, cầu nguyện cho đất nước. Nơi đây để cầu nguyện cho cả cái khu vực Bình Lăng này, cả cái khu vực Bình Phước này, cả cái khu vực của người Stin ở đây nữa. Nơi mà chúng ta cầu nguyện. À, cầu nguyện gì? Tức là tương giao, nói chuyện với Chúa, dâng trình các nhu cầu của mình đến với Chúa. Cầu nguyện gì nữa? Đem người khác đến để cầu nguyện. Do đó nhà của Chúa để làm gì? Để cầu nguyện, phải không ạ? Chúng ta làm cái gì ở trong nhà của Chúa đây? Cái nhà này để nhà cầu nguyện thì chúng ta ở trong nhà Chúa chúng ta làm cái gì? Xin thưa, thứ nhất, chúng ta sẽ dùng nơi đây để cầu nguyện, nơi đây để huấn luyện, nơi đây để dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời. Nói huấn luyện thì nghe nó cao siêu quá không ạ? Nhưng mà thực sự ra là nơi đây để học Kinh Thánh, nơi đây để nhóm lại, nơi đây để thờ phượng Chúa, để tôn vinh Chúa, nơi đây để học lời của Chúa. Không phải là chỉ ở trong nhà của Chúa không. Chúng ta ở trong nhà của Chúa thì phải thực hiện mạng lệnh của Chúa. Mạng lệnh của Chúa thì ai chúng ta, trong chúng ta cũng biết, phải không ạ? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 19 đến câu 20 có mấy điều chúng ta cần phải chú ý thôi. Hãy dạy dỗ muôn dân. Muốn dạy dỗ phải đi ra ngoài là đem người ta đến. Đem người ta đến là gì? Là đưa dắt nhiều người đến với hội thánh của Chúa, đến với ngôi nhà này. Nói nhà này là nhà cầu nguyện, là đến đây cầu nguyện. Có nhu cầu gì đó đến đây. Còn bình quá đem đến đây cầu nguyện. Rồi bây giờ sắp sửa tới mùa mưa rồi, bắt đầu đi làm rẫy để gieo lúa, gieo bắp, trồng tỉa, đến đây cầu nguyện để chúc phước cho cái công việc của mình. Tất cả những cái điều đó, mời người ta đến đây, người ta có tin Chúa hay không tin Chúa gì chưa biết. Mình mời người ta đến đây để hội thánh cầu nguyện cho, để ban phước cho công việc mình làm sắp tới đây. Rồi đến đây làm gì? Mình cầu nguyện cho họ, mình dâng trình những nhu cầu của những người đến đây cho Đức Chúa Trời, rồi dạy cho họ về lời của Đức Chúa Trời. Chính lời của Chúa sẽ làm cho cuộc đời của họ thay đổi. Lúc đó họ sẽ mở lòng ra để gì? Để đón nhận tin lành cứu chuộc của Chúa. Lúc đó họ sẽ trở nên Cơ Đốc nhân, là người công bố niềm tin của mình ở Đức Chúa Giêsu. Đó là cái cách mà chúng ta ở trong nhà Chúa chúng ta làm. Hãy đi dạy dỗ muôn dân. Rồi gì nữa? Qua cái việc mà dạy lời của Chúa, họ trưởng thành, họ biết được là họ phải đồng chết đồng sống với Đức Chúa Giêsu. Chúng ta làm báp têm cho họ trong danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Có hai điều phải làm thôi: đi ra đây làm chứng, đưa dắt nhiều người đến đây để dạy đạo cho họ, dạy lời của Chúa cho họ. Rồi là khi mà họ trưởng thành, họ biết được, cái hiểu được những cái điều mà chúng ta dạy rồi á, họ phó đời sống của họ đồng chết với Chúa, đồng sống với Chúa. Chúng ta làm báp têm cho họ. Đó là đài mạng lệnh, rất là dễ, rất là dễ hiểu, rất là dễ nhớ. Sau đó gì nữa? Trong mọi sự chúng ta làm rất là khó. Bởi vì sao? Chúng ta là sức người làm công việc của Chúa. Sức con người thì có giới hạn, nhưng làm công việc Chúa thì vô hạn, nhiều lắm. Do đó phải cần ở với Chúa. Nhưng mà lời của Chúa hứa là cái gì? Ta thường ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa ở cùng với chúng ta, chúng ta không sợ gì hết. Cảm ơn Chúa là trong cái bệnh dịch vừa rồi, ở đây có ai bị ảnh hưởng gì không? Không, không bị bệnh, phải không ạ? Đó là sự bảo vệ che chở của chính Đức Chúa Trời ở trên con dân của Chúa. Rồi là những ngày đó có đi làm không? Có. Có hả? Có ai không đi làm không? Có, cũng có người không đi làm, phải không ạ? Nhưng mà có đói không? Chắc chắn là không. Thấy không ạ? Dù có đi làm hay là không đi làm trong cơn đại dịch đó, nhưng mà là chúng ta không có bị đói. Bởi vì sao? Đức Chúa Trời là đấng chu cấp cho chúng ta. Nhưng mà nhớ một điều, ở trong Kinh Thánh nói là chúng ta ở trong nhà của Chúa, chúng ta làm cái gì? Làm cái nhiệm vụ của người, của Đức Chúa Trời. Đó là cầu nguyện, đó là thờ phượng, đó là đưa dắt nhiều người đến, rồi dạy dỗ cho họ, làm báp têm cho họ, để họ trở nên những người tin kính nơi Chúa, để họ cũng được phước, Chúa cũng ban phước cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta không làm những điều đó thì sao? Ngay cả ở trong cái câu Kinh Thánh Matthew, rồi Luca, Mark mà nãy giờ tôi đọc đó, Matthew rồi là 21 câu 13, rồi Luca đoạn 19 câu 46, Mark đoạn 11 câu 17, đặc biệt là trong Tin Lành Giăng đoạn 2 câu 15, Chúa Giêsu nói là Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy ra khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vải tiền người đổi bạc và đổ cái bàn của họ. Đây là sự nổi giận của Đức Chúa Giêsu khi mà nhà của Chúa không phải là nhà cầu nguyện mà nó thành một cái nhà khác.
Do đó đây là lời nhắn nhủ đối với thầy Điệu Nhân. Nếu mà cái chúng ta xác định đây là nhà của Chúa mà chúng ta không làm công việc Chúa, coi chừng Chúa Giêsu ngày nổi giận. Làm công việc khác, ví dụ như đây trở thành cái phòng hát karaoke chẳng hạn, thì lúc đó coi chừng sự hiện diện của Chúa Giêsu là nổi giận lên. Mà cái việc đó không phải đến thời Chúa Giêsu ngài mới làm điều đó đâu, mà cái điều đó đã được nói trước ở trong tiên tri Ê-sai đoạn 56 câu 7: nhưng các ngươi đã biến cái nhà của ta thành cái hang của phường trộm cướp. Nếu mà cái nhà này mà không phải nhà của Chúa mà chúng ta biến nó trở thành một cái gì khác á, thì cái sự nổi giận của Chúa coi chừng đến với chúng ta. Mà hơn ai hết là ở đây là ai? Không phải chỉ có thầy Điệu Nhân không nha, mà các mục sư đang quản trị của khu vực này nữa. Bởi vì là sao? Chúa giao cho các mục sư ở đây để chăm sóc cho cái điểm nhóm này. 50-50, 50 là sao? Trách nhiệm của thầy Điệu Nhân, nhưng mà 50% nữa là các mục sư đi trước đây là người dẫn dắt. Nếu mà ở đây mà nó biến thành cái gì khác chứ không phải là nhà của Chúa nữa, thì các mục sư cũng phải chia sẻ cái trách nhiệm đối với thầy Điệu Nhân. Đây là lời của Đức Chúa Trời ở trong cái câu chuyện mà Chúa đã thực hiện rồi ở trong 4 sách phúc âm. Và đó là cái sự nhắc nhở chung cho chúng ta, cho tất cả chúng ta. Nhưng mà có một điều, Chúa không có để cho nhà của Chúa trở thành hoang vu đâu, trở thành một cái gì nữa khác đâu. Chính Chúa Giêsu phải xuất hiện để ngài làm cho cái nhà đó phải trở thành nhà cầu nguyện mà, chứ nó không đi lạc ra khỏi chương trình của Chúa. Amen. Điểm cuối cùng đây này, nếu mà chúng ta ở trong nhà của Chúa, chúng ta được cái gì? Thi Thiên 23 câu 6, đó là một cái sự bảo đảm cho chúng ta. Ông David cũng nói là quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Ông David ông nói dù gì đi nữa tôi cứ ở trong nhà Chúa, không đi đâu hết. Ở lâu dài là bao lâu? Chúng ta thử nghĩ cái ở lâu dài đến bao lâu? Không phải đời đời đâu. Đó, ông David ông ở trong nhà của Chúa, ông nói lâu dài có nghĩa là sao? Khi mà ông còn sống là ông còn ở trong nhà của Chúa, chỉ trừ khi ông chết thì ông mới ra khỏi nhà Chúa thôi. Lúc đó thì ông ở nơi khác, ông ở thiên đàng, ông ở một cái chỗ khác rồi. Còn nhà Chúa là cái đền thờ, là cái trên đất này nè. Thầy Điệu Nhân cũng phải nhớ nè, rồi dù gì đi nữa tôi cũng phải ở trong nhà Chúa cho đến hết đời tôi. Tôi còn không còn sống nữa thì tôi mới đi ra ngoài đồng, tôi ở cái xác ra ngoài đồng ở thôi, chứ tôi còn sống là tôi còn ở trong nhà, không có đi đâu hết. Amen. Đó là cái ý nghĩa của cái việc mà ở cho đến lâu dài là vậy đó. Lâu dài hết cái đời của mình trên đất này là mình ở trong nhà này, nhà này là của Chúa. Ở trong nhà này được cái gì? Hai điều. Thứ nhất là được phước. Quả thật trọn đời tôi sự phước hạnh, phước hạnh Chúa ban cho mình. Phước hạnh mà Chúa ban thì không ai cướp được, không ai lấy được hết. Con người ta có thể làm ơn cho mình, mình coi như đó điều phước, nhưng mà cái đó mai mốt là mình phải trả cho người ta. Còn thôi mình ít ra cũng phải cảm ơn họ. Ít ra thì cái phước đó, cái ơn đó, người ta giúp gì mình một giai đoạn thôi chứ không có lâu được. Nhưng mà phước của Đức Chúa Trời thì sao? Đời đời. Do đó tìm phước nơi Đức Chúa Trời. Cái thứ hai, sự thương xót. Tại sao ông David ông nói tới sự thương xót ở đây? Có hai điều rất là quan trọng trong cuộc đời của mình, đó là sự ban phước của Chúa, thứ hai là sự thương xót của Chúa. Tôi hỏi quý vị chứ ở trên đời này nè, hồi nhỏ tới lớn tới giờ, có mình tìm coi có ai là cái người mà không phạm tội không? Ai cũng có phạm tội nè, ai cũng có vấp vào cái điều này điều kia, cũng có cái sai lầm của mình. Nhưng mà chính nhờ sự thương xót này là Chúa không bắt tội mình. Cái điều đó rất là quan trọng. Chứ còn là mình, bây giờ là mình được phước rồi, nhưng mà hở rằng cái là bị bắt về cái vụ này, hở rằng cái bị bắt lỗi vụ kia, hỏi vậy sống có hạnh phúc không? Không. Có tốt không? Không. Nhưng mà sao? Mình được phước nè, nhưng mà có cái lỗi lầm của mình thì được bởi sự thương xót của Chúa xóa, Chúa thương, Chúa bỏ qua. Có phạm tội nhưng mà Chúa bỏ qua, thì đó là cái điều gì? Điều rất là phước nữa. Nhưng mà điều đặc biệt nữa, được phước, được thương xót, nhưng mà không phải là đi tìm nữa. Nhưng mà ở đây được phước sự thương xót sẽ theo tôi đi đằng trước, sự thương xót đi theo tôi đi đằng trước, phước đi theo tôi, chứ không phải là tôi đi tìm. Phước nó nằm đằng kia rồi tôi đến tôi tìm. Nhưng mà tôi đi đâu nữa, tôi làm gì nữa thì sự ban phước của Chúa đi theo. Tôi có làm cái gì nữa, ở đâu đi nữa thì sự thương xót của Chúa cũng vẫn đi theo thôi. Đó là cái sự phước hạnh lớn nhất của những người hầu việc Chúa, những người ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng gia đình của thầy Điệu Nhân
cứ bám lấy lời của Chúa, ở trong nhà của Chúa, làm công việc Chúa mỗi ngày dư dật hơn, bảo đảm rằng là sự ban phước và sự thương xót của Chúa sẽ đi tìm, đi kiếm gia đình của thầy Điểu Nhân mà được ứng hiện. Và một ngày nào đó, nếu mà chúng ta cứ giữ vững cái lời của Chúa buổi sáng hôm nay, thì sao cái hội thánh này sẽ đông đảo, đông đúc người ta đến ngồi cả chật cái phòng luôn. Lý do là sao? Đến để cầu nguyện, đến để dâng trình nhu cầu của mình cho Chúa, đến để tôn vinh và cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, bởi vì Chúa đã làm ơn, Chúa đã đổ phước xuống ở trên gia đình của mình, Chúa đổ phước xuống trên hội thánh, Chúa thương xót cái hội thánh, Chúa thương xót cái gia đình, Chúa thương xót đến từng cá nhân. Mà sự thương xót đó không phải là mình đi tìm kiếm nữa, mà sự thương xót và sự phước hạnh nó theo mình, theo đuổi mình, tìm kiếm mình. Và tôi cầu nguyện xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay sẽ giúp đỡ cho hội thánh tại nơi đây, gia đình của thầy Điểu Nhân, các mục sư tại khu vực này, được ơn của Chúa, được phước từ nơi Ngài. Như lời David nói, tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài, tôi còn sống ngày nào tôi ở trong nhà của Chúa chừng đó, tôi còn ở trong nhà của Chúa thì tôi còn làm công việc Chúa một cách dư dật hơn. Đó là thực hiện đài mạng lệnh của Chúa, cầu nguyện thờ phượng, đưa dắt nhiều người đến để dạy đạo cho họ, dạy lời Chúa cho họ, bắt tem cho họ để họ trở thành những người kế thừa công việc của Chúa trên đất này. Nguyện xin lời của Chúa một lần nữa được ứng nghiệm ở trên hội thánh tại Sóc Năm này, trên mỗi người có mặt ở trong căn phòng buổi trưa hôm nay. Amen. Chúa ban phước cho hội thánh.